Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món cá viên chiên giòn. Nguyên liệu gồm có 150g giò sống, 250g cá. Các bạn có thể làm cá ba sa hoặc cá rô đã thái phi lê ra nhá. Đây là mình làm cá chấm, mình đã lóc hết xương ra rồi. Một thìa nước mắm, 2 củ hành tím, 1 thìa đường, nửa thìa bột canh và nửa thìa hạt tiêu. Đây có 1 bát bột chiên giòn, 3 thìa bột năng. Sau đây chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xay những món đồ này cùng với nhau. Trước hết mình sẽ xay cá trước. Tiếp đến mình sẽ cho giò sống vào. Tiếp đến mình sẽ cho bột năng vào, cho các loại gia vị vào và cho một thìa mắm vào, kết hợp cùng với cả hành tím nữa. Vậy là xong hỗn hợp mình vừa trộn với các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta hãy để vào tủ lạnh 30 phút rồi đem ra viên nhá. Sau khi mà mình để vào tủ lạnh 30 phút thì mình mang ra để viên nhá. Nhưng mà các bạn cần thêm một quả trứng gà này, một chút dầu ăn này, để chúng ta bắt tay vào làm nè. Trước khi nặn thì chúng ta bôi một ít dầu vào bao tay này, xoa ít dầu và cả đĩa cũng vậy. Đĩa cũng cần phải xoa dầu nha các bạn nhé, không là nó dính. Rồi chúng ta nặn thôi. Nặn to hay nhỏ thì các bạn, nhưng mà tớ thì thích nặn vừa miệng ăn. Có thể to lên một chút cũng được, cho các bạn nhỏ ăn đã miệng. Nặn y như là nặn những viên bánh trôi các bạn ạ. Cái viên này hơi nhỏ, mình sẽ đắp thêm một chút. Các bạn ơi, sau khi mình lăn xong thì chúng ta lăn qua trứng và bột chiên giòn nhé.
Các bạn ơi, giờ chúng ta đem chiên nhá. Các bạn ơi, vậy là những viên chiên cá mình đã là hoàn tất rồi. Và bây giờ tớ sẽ mang cho các bạn nhỏ ăn nha. Chúc các bạn thành công và hãy đăng ký kênh của mình để xem những clip tiếp theo nhé. Bye bye. Mẹ ăn đi. Ừ, được rồi, mẹ xin. Con để đấy. Để coi nha. Ừ. Bye bye, đi sóc.